Xin chào tất cả các em và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với TOEFL Junior Basic và cái kỹ năng ngày hôm nay của chúng ta cùng nhau khám phá đó chính là kỹ năng Reading Comprehension. Ở những bài học ngày hôm trước thì chúng ta đã cùng nhau đi qua tổng cộng là 6 chương và đó cũng chính là nội dung của toàn bộ những quyển sách Reading TOEFL Junior Basic. Và đó cũng chính là cái level đầu tiên ở level A2, A2, đó chính là level thấp nhất cho dành cho học sinh tiểu học. Ngoài ra thì chúng ta sẽ bắt đầu lên những level cao hơn với lại level B1, level B2 để mà chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi TOEFL Junior. TOEFL căn bản của dành cho người lớn. Vậy thì chúng ta đã cùng nhau khám phá 6 chương và cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương cuối cùng, đúng không? Rất là excited, rất là hứng khởi vì chúng ta đã hoàn thành được toàn bộ cái quyển reading dựa vào cái chương cuối cùng này. Và bài học cuối cùng của chúng ta ở chương của cái quyển sách TOEFL Reading Basic đó chính là về rhetorical structural question. Rhetorical structural questions là gì nhỉ? Nó có nghĩa là câu hỏi cấu trúc tu từ. Các cái cấu trúc tu từ mà chúng ta đã hay học ở tiếng Việt thì chúng ta cũng đã biết rồi. Nó có thể là so sánh, có thể là nhân hóa, có thể là ván dụ, ẩn dụ. Tuy nhiên thì trong tiếng Anh nó còn có thể mở rộng ra vì từ rhetorical bình thường nó mang nghĩa là tu từ nhưng nó cũng có thể là mang cái ý nghĩa là hoa văn, hoa chương, một cách hoa mỹ, đúng không? Những cái cấu trúc mà cùng một cái cách diễn đạt nhưng họ diễn đạt theo những cách khác nhau để thể hiện được cái mục đích của người nói. Alright, so let's get started. Are you ready? Let's go. Vậy thì những cái câu hỏi rhetorical structural questions thì thường là sẽ yêu cầu chúng ta, đúng không, trả lời là ask why the author uses the information they use to make their point. Yêu cầu chúng ta là trả lời vì sao, giải thích vì sao mà tác giả lại sử dụng những cái thông tin đó để chứng minh, để mà phục vụ cho cái mục đích của người ta. Và rhetorical structural questions thì thường là sẽ hỏi, đúng không, cái người tác giả đó những cái vấn đề, ví dụ như là start a new topic, tức là bắt đầu một cái chủ đề mới này, supports an idea, đúng không, tức là để mà phục vụ một cái mục đích, một cái luận điểm nào đó, uses an example, tức là khi mà tác giả sử dụng loạt những cái ví dụ, đúng không, thì những cái câu hỏi về rhetorical structural questions thì thường là sẽ hỏi chúng ta vì sao mà tác giả lại đưa ra những cái ví dụ đó, đúng không? Hay là so sánh những cái ý tưởng khác nhau, compares different ideas, show us something that is important, hoặc là hỏi vì sao mà tác giả chỉ đưa chỉ ra chúng ta, đúng không? Những cái điều gì đó là quan trọng. Hoặc là bring us a certain piece of information, đưa chúng ta một cái mẩu thông tin nhất định nào đó. Vậy thì những cái câu hỏi đó nó sẽ có cái cấu trúc như thế nào để giúp chúng ta nhận diện được? Đây chính là rhetorical structural questions. Đúng rồi, chúng ta hãy nhìn ở cuối ở cái slide này. Đó chính là ba cái câu hỏi. What does the author talk about? Why is mentioned in the passage? Or why the author uses as an example of. Tức là tác giả sử dụng cái câu văn này, sử dụng cái kia, một cái cụm từ được trích dẫn ở trong dấu ngoặc kép, đúng không? Để giúp chúng ta hình dung được cái ý tưởng đó là gì. Alright, so let's have a look at some techniques that we need to use so that we can achieve higher score on this kind of rhetorical structural questions, okay? Và chúng ta hãy cùng nhau khám phá những cái kỹ năng, đúng không? Những cái chiến thuật để giúp chúng ta làm dạng câu hỏi tốt hơn nhé. Chiến thuật đầu tiên, technique number one or hint number one, think like the author. Tức là hãy cố gắng suy nghĩ như là tác giả, hãy đặt cái bản thân mình, địa vị của mình ở trong ngữ cảnh và trong văn cảnh để có thể hiểu được vì sao mà tác giả lại sử dụng cái đó, đúng không? Certain words in the question would be the clues about how to look for the rhetorical structures in a piece of writing. By thinking like the author, you should be able to see the connection between the question, the passage, and the correct answer. Tức là bằng cách mà nghĩ như là tác giả, đúng không, thì giúp chúng ta có thể thấy được cái sự kết nối, cái sợi dây kết nối giữa câu hỏi, giữa văn bản và cái đáp án chính xác của chúng ta.
Đó, vậy thì dựa vào cái phần câu hỏi đúng không, thì chúng ta sẽ có một số những cái clues, tức là những cái gợi ý, những cái hints, những cái gợi ý để mà tìm được cái cấu trúc đúng không, cái câu văn đó ở trong đoạn văn. Ví dụ như đây chúng ta thấy là tomato sauce is spread in this bread next đúng không, why does the author mention that tomato sauce is spread on this bread next. Chúng ta thấy có bốn đáp án. Talk about the history of the pizza. To give examples of types of the sources, to show the second step in making pizza, and to show that the tomatoes are vegetable, not a fruit. Chúng ta thấy chúng ta hãy cùng nhau đọc văn bản, và cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải tìm được cái câu văn mà được trích dẫn đó nó nằm ở đâu, đọc cái ngữ cảnh xung quanh nó để chúng ta hiểu được vì sao tác giả lại nói cái điều này đúng không. Tomato sauce is spread on this bread next, chúng ta thấy nó nằm ở ngay cái câu văn ở dòng thứ ba đúng không, đó chính là đây. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đọc toàn bộ cái passage excerpt thì chúng ta hiểu nhé. Pizza is one of the favorite foods of people around the world, though it originally comes from Italy. Vậy thì pizza đã trở thành một cái đồ ăn đúng không? Rất là ngon, rất là đặc biệt, rất là yêu thích của tất cả mọi người trên toàn thế giới. Mặc dù đúng không? Though it originally comes from Italy. Mặc dù là nó đã xuất phát bắt nguồn từ Italy, từ nước Ý. The base of the pizza is flat bread, usually shaped like a circle. Thường thì cái đế của pizza đúng không, cái đế của bánh pizza thì nó là một cái phần bánh mì mà dẹp đúng không, flat là bằng phẳng dẹp, và nó có cái hình dạng như là một hình tròn, usually shaped like a circle. Tomato sauce is spread on this bread next đúng không? Và cái sauce đúng không, người ta hay mình hay nói là cái sốt cà chua thì thường nó sẽ được spread, là được dàn trải ra. Spread spread bình thường nó mang cái nghĩa là dạng lan rộng, nhưng ở trong ngữ cảnh này thì nó mang cái nghĩa là mình được trải dàn đều trên cái bánh mì đó đúng không, cái phần mà flat bread next. Then cheese is layered on the top, và sau đó thì cheese thì được rắc lên trên. Many people use different types of sauces and breads when they make pizza. Also, hundreds of different toppings can be used to make each pizza a little different. Đúng rồi, vậy thì chúng ta thấy là sau đó thì rất là nhiều người ta sử dụng những cái sauce khác nhau đúng không, rồi những cái loại bánh mì khác nhau để làm pizza. Và cùng với đó thì lại có rất là hàng trăm những cái loại toppings khác nhau đúng không? Những cái phần ví dụ như là mình hay làm là nhân pizza hải sản này, pizza Ý này, pizza thịt này, pizza bacon là thịt sông khói này, hay là những cái nhân khác đúng không? Thậm chí là vegetarian là dành cho người ăn chay, ăn kiêng nữa. Đó. Vậy thì chúng ta thấy là cái câu văn này tomato sauce spread on this bread next chắc chắn là sẽ không phải để nói cái lịch sử đúng không, hình thành nên pizza rồi, cũng không phải là đưa ra những cái ví dụ về những cái loại sauce, mà nó chỉ muốn nói đấy là cái bước thứ hai trong cái việc making pizza. Bước thứ nhất đó chính là create the base of the pizza đúng không, chính là tạo ra cái đế bánh, a flat bread đúng không, và sau đó thì nó mới rắc, mới dàn đều cái lớp tomato sauce lên trên đúng không, và sau đó thì cheese được rải lên trên. Ok, does that make sense? Awesome. Let's move on to the technique number two, understand the rhetorical purposes. Để mà hiểu được cái mục đích đúng không của cái tu từ đó, hiểu được mục đích của cái nghệ thuật, cái văn chương, cái lời văn của tác giả. The words or the phrases below can help you to see why questions are phrased in different or certain ways. Về những cái từ, những cụm từ dưới đây, trong cái bảng dưới đây chị sẽ cho các em xem, thì giúp cho các em hình dung được là một số những cái từ sẽ giúp chúng ta hiểu được cái ý nghĩa mà cái ngữ cảnh đó đem lại đúng không, và chúng ta sẽ biết được là những cái từ đó nếu mà được sử dụng trong passage đúng không, và cái cách mà chúng liên kết với nhau như thế nào. Và đương nhiên là đôi khi trong một vài ngữ cảnh nó cũng sẽ mang một cái ý nghĩa khác, nó không thể nào chính xác 100%, tuy nhiên thì nó vẫn rất là hữu hiệu, hữu ích cho chúng ta trong quá trình làm bài. Okay, so let's have a look at this table. We will have three columns and five rows. Chúng ta có ba cột và năm dòng.
tính cả heading nữa thì là 6 dòng đúng không? Thì chúng ta thấy là câu thứ nhất rhetorical purposes, cái mục đích đúng không? Để sử dụng tu từ key passage words or phrases, những cái từ đúng không? Hoặc cụm từ để phục vụ cho cái mục đích câu thứ nhất và cuối cùng là ví dụ của chúng ta. Alright, so let's have a look at the example one, explanation. Dòng thứ nhất tác giả đưa chúng ta đó là một cái ngụ ý mục đích để sử dụng tu từ để mà cho chúng ta cái lời giải thích. To explain, to support an idea, to describe or to show, đúng không? Để giải thích, để support là để ủng hộ cho một quan điểm nào đó, hoặc describe là miêu tả, hoặc là show là cũng là miêu tả, cũng là chỉ một cái gì đấy. Vậy thì cái keyword của chúng ta đó chính là từ because hoặc là is like, đúng không? Như là cái này, như là cái kia, miêu tả đó, hoặc là because để mà diễn đạt, giải thích cho một cái gì đó. For example, the cat gained 3 pounds because he ate so much. Con mèo này nó tăng 3 pounds rồi, đúng không? Bởi vì là nó đã ăn quá nhiều. Vậy thì cái từ because ở trong cái ngữ cảnh này, this explains why the cat gained weight. Giải thích vì sao mà con mèo nó tăng cân. Because he ate too much. Alright. Cái mục đích thứ hai đó là để exemplification, tức là để mà đưa ra cái ví dụ, đúng không? To give an example or to list something, để mà liệt kê cái gì đó và một số những cái từ để giúp chúng ta nhận biết được đây là tác giả đang muốn lấy ví dụ, muốn liệt kê, đó chính là for example, đúng không? Ngoài ra có thể là bằng for instance, ví dụ, hoặc là such as, hoặc là like. Such as or like thì để liệt kê đúng không? Đưa ra ví dụ mà chúng ta vẫn rất là hay quen rồi. Alright, did that make sense? Yeah, awesome. For example, there are many places to go on your vacation, such as Hawaii or Mexico, đúng không? Có rất là nhiều nơi để chúng ta có thể đi nghỉ, ví dụ như là Hawaii và Mexico. Vậy thì rõ ràng hai cái địa danh này chính là đứng đầu ví dụ về những cái địa điểm mà chúng ta có thể đến cho kỳ nghỉ của mình. Ví dụ thứ cái mục đích thứ ba đó chính là provision of evidence, tức là cái việc mà cung cấp bằng chứng, đúng không? Để mà chứng minh, to prove, to make the point, để mà phục vụ mục đích của chúng ta. Và một số những cái từ để giúp chúng ta biết được điều đó, nhận diện được điều đó, đó chính là this shows, cái điều này thì chỉ ra là. Thứ hai, to demonstrate, chỉ ra cái điều gì đó, đúng không? Diễn đạt điều gì đó. Và thứ ba, something is proven by, một cái điều gì đó thì được chứng minh bởi cái gì. Ok, for example, to prove that manatees are manatees like lictors, why don't you try feeding them, đúng không? Để mà chứng minh rằng cái loài rau này thì giống như là cái rau lictors là cái rau mình vẫn hay ăn rau sống ấy, đúng không? Đó, thì tại sao mà bạn lại không thử feeding là thử ăn nó, try feeding them, đúng không? Tại sao lại không thử ăn nó đi, đúng không? Vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy được cái ví dụ là feeding the manatees, đúng không? Thì manatees, lectures will demonstrate that they like it, đúng không? Ok. Oh, sorry các em. Thực ra phải là to prove that manatees like lictors, tức là để mà chứng minh là cái con lợn biển á, nó thích cái rau, đúng không? Cái rau lictors này, rau sống của chúng ta này, đúng không? Thì tại sao mà bạn không thử cho chúng ăn đi, đúng không? Rau diếp, rau sống của chúng ta, tại sao bạn không thử cho nó ăn đi? Thì xin lỗi một chút các em ý nghĩa ở đây nhé. Và cuối cùng là thứ tư, cái mục đích thứ tư của chúng ta là refutation, to argue, to disagree, tức là để mà tranh luận, đúng không? Để mà phản bác một cái điều gì đó. Ví dụ, một số những từ mà giúp chúng ta phục vụ cái mục đích ở đây là từ although, though, however. Although là mặc dù, though cũng là mặc dù, và however thì mang nghĩa là tuy nhiên, đúng không? Tuy vậy. Để mà diễn đạt ví dụ là một cái câu nào đó mang hai cái thành phần nó đối lập nghĩa nhau, hoặc là câu đằng trước thì đối lập nghĩa với câu đằng sau, đúng không? Để chỉ chữ tương phản đối lập. Although Mary thinks that most people like to swim, Stradley doesn't, đúng không? There's not.
Tức là mặc dù là Mary nghĩ rằng là hầu hết tất cả mọi người đều thích bơi, đúng không? Shelby does not. Tức là Shelby thì không nghĩ như vậy. Shelby disagrees with Mary's idea that most people like to swim, đúng không? Rõ ràng là Shelby thì không đồng tình, đúng không? Phản đối cái quan điểm, cái suy nghĩ của Mary là hầu hết mọi người đều thích bơi. Okay, and the last purpose we have today, that is comparison and contrast, là so sánh và tương phản. To compare and contrast. Vậy một số những cái từ so sánh như là tương phản nữa, dụ là but, là tuy nhiên, đúng không? Tuy vậy, in contrast, ngược lại, hoặc là why, trong khi, đúng không? My grandfather lived until the age of 40. In contrast, my grandmother lived for 85 years, đúng không? Là ông nội của tôi thì chỉ sống được đến 40 tuổi thôi, đến những cái năm 40 á, đúng không? Có thể là 45 hoặc 46 nhưng mà chỉ sống ở những năm 40 thôi. Đó, nhưng mà ngược lại thì bà nội tôi, đúng không? Có thể bà ngoại, bà nội, bà tôi đã sống tận 45 tuổi, à 85 tuổi cơ. Đó, vậy thì đấy thì cái sự tương phản về tuổi thọ của ông và bà. Ok, does that make sense? Awesome. Vậy thì nhiệm vụ về nhà của chúng ta đó chính là giải quyết những cái vấn đề, những cái câu hỏi ở đây. Chúng ta có thể là vận dụng thật nhuần nhuyễn những cái tips, hai cái chiến thuật ngày hôm nay mà chúng ta đã cùng nhau đi qua. Thì chiến thuật thứ nhất đó chính là hãy cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của tác giả để có thể hiểu được. Và chiến thuật thứ hai đó là sử dụng cái bảng này với năm cái mục đích chính: giải thích, so sánh, nêu ví dụ, đưa bằng chứng, rồi tương phản đối lập và thể hiện cái sự tranh cãi, để mà chúng ta có thể biết được mục đích chính của tác giả. Và những cái clues của chúng ta thì chính là những cái cụm từ mà cột thứ hai này chúng ta cần phải học để ghi nhớ nhé. Hy vọng rằng video này đã giúp các em vận dụng được cái kiến thức của mình một cách xuất sắc nhất để có thể giải quyết được cái vấn đề về dạng câu hỏi rhetorical structure questions. Và chúng ta cũng cùng nhau khép lại cái unit 7 của ngày hôm nay, cũng như là khép lại quyển sách đọc, đúng không, của cái TOEFL Junior Basic. Và những bài buổi học sau thì chúng ta cùng nhau chuyển qua quyển sách reading, nhưng không phải là basic nữa mà là intermediate and advanced. All right. Thank you so much for listening to our lesson today, and see you. Goodbye.